Dạ Trường mến chào quý cô bác anh chị mà đã quay trở lại kênh của Trường. Thì ngày hôm nay Trường xin chia sẻ tiếp tục cái câu chuyện của bé Mỹ Duyên và bé Mỹ Tâm. Trước khi mà vào cái video ngày hôm nay thì Trường xin gửi đến quý cô chú anh chị một cái nội dung như sau. Thì cách đây vài ngày trước á, Trường có đến ngay chỗ mà địa điểm là huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để ghi hình và chia sẻ câu chuyện của một bé gái là tên Mỹ Duyên. Và cha thì tối ngày là chìm trong cái men rượu, còn người mẹ thì bị tâm thần. Đây, người cô là tự ý toàn quyền quyết định đám cưới, bắt ép em gả cho người khác, mà trong khi đó hai bé không có đồng ý. Và người cô đã dùng vũ lực là cắt tóc khi mà bé không chịu lấy chồng. Thì khi mà sau khi đăng cái video lên thì được rất là nhiều sự quan tâm của quý cô chú anh chị mình trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Và ngày hôm nay Trường lên cái clip này á, là Trường cũng xin thông báo với quý cô chú anh chị vậy, để khi Trường mà đưa lên cái nội dung này, không biết quý chú anh chị có đồng tình với Trường hay không. Thì người mẹ chồng của bé Mỹ Duyên, là cái người mà sắp kết hôn với bé Mỹ Duyên đó, là người mẹ chồng đã viết một tờ tường trình, không biết có gửi đến cơ quan chức năng nào hay chưa thì Trường cũng chưa có biết, nhưng đã vào trong kênh của Trường á, là bình luận và chụp những cái hình như thế này, bình luận vào kênh của Trường, thì nói là Trường và tất cả anh em khi mà quay cái video đó và bé Mỹ Duyên nói á, là sai sự thật và không có đúng như là cái sự việc đang xảy ra. Nhưng mà trong khi cái video của mình, trong cái video của Trường quay và Trường đăng lên, và có cái video là được cái người dân ta ghi hình của bé Mỹ Duyên lúc mà người cô cắt tóc đó cả nhà, thì không, cái đó là đã là chứng cứ đã thành trước mắt rồi. Thì trước khi vào cái nội dung video ngày hôm nay, Trường xuống Trường gặp bé Duyên và bé Mỹ Tâm á, thì Trường sẽ đọc, xin phép đọc cái tờ tường trình này lên cho quý cô bác anh chị mình xem và nghe và tư vấn giùm Trường nha. Đây, tờ tường trình kính gửi công an xã Hòa Hương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tôi tên là Lâm Thiên Hương, sinh ngày 1/1/1977, sống tại khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Nay tôi xin tường trình sự việc như sau. Vào ngày 28/9/2024, kênh Trường Nhiều Chuyện có đăng tải bài viết với nội dung quá bức xúc hai thiếu nữ bị người cô ác độc ép buộc lấy chồng, không nghe lời thì bị cắt tóc tác động giữa đường, kèm theo video dài 20 phút 9 giây có nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của gia đình tôi. Do video quá dài tôi lưu lại đính kèm nơi đây. Tôi xin trích một số câu trong đoạn video xúc phạm đến uy tín danh dự của gia đình tôi như sau. Rồi tới đây thì Trường xin nói với quý chú trình nghe như nào. Trong cái nội dung video đó hầu như là Trường chưa nói động gì tới bên phía nhà chồng, mà ngày hôm nay phía nhà chồng lên cái video này để là giống như là khè Trường hay sao Trường không biết. Nhưng nếu mà cái thật sự cái đơn này á, mà bên nhà chồng có gửi đi đến một cơ quan chức năng nào đó mà cũng kiện Trường, thì Trường vẫn sẵn sàng chấp nhận để bị kiện. Tại vì trong video đó Trường chưa nói tới tên, chưa nói tới tên của gia đình chồng, mà cũng chưa có nói, không có sử dụng tới hình ảnh bên nhà chồng, nhưng mà phía nhà chồng đã lên cái đơn tường trình như thế này, thì Trường sẽ cập nhật cho biết có chính gì xem ha. Tiếp theo, mở đầu cuộc nói chuyện giữa hai người nam không biết họ tên, của kênh Facebook Trường Nhiều Chuyện, và một người phụ nữ mang kính tóc ngắn, mang áo sơ mi dài tay có sọc kẻ và quần dài màu đen, cùng với hai cháu là Bạch Thị Mỹ Duyên sinh năm 2006 và Bạch Thị Mỹ Tâm sinh năm 2008, cùng đăng ký thường trú ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ha. Trong đoạn video dài 20 phút 9 giây nói về cháu Bạch Thị Mỹ Duyên bị người cô ruột là Bạch Thị Diễm Hòa ép cưới và cắt tóc giữa đường. Trong quá trình trao đổi trong video, tôi thấy người phụ nữ mang kính ngồi bên phải cháu Bạch Thị Mỹ Duyên có những lời lẽ ẩn ý xúc phạm đến uy tín danh dự gia đình tôi như sau. Nói gia đình tôi sau khi đưa cháu Bạch Thị Mỹ Duyên về nhà thì quản thúc không cho cháu Duyên tiếp xúc với ai và không cho sử dụng điện thoại, cắt đứt liên lạc. Đây là lời nói bịa đặt, và bản thân tôi và gia đình rất tôn trọng ý kiến của Mỹ Duyên, đáp ứng mọi yêu cầu của Mỹ Duyên và không có việc quản thúc nghiêm ngặt của cấm Mỹ Duyên đi đâu hay cấm Mỹ Duyên đi lạc với người khác. Trên tệp cưới in tên không giống như tên đã giới thiệu cho Mỹ Duyên biết, nói con tôi không phải người Việt Nam, con ruột tôi tên là Lê Quang Thứng, tên thường gọi là Khang, là người Việt Nam, giao tiếp với Mỹ Duyên bằng tiếng Việt và đã tiếp xúc khoảng một thời gian dài, đủ điều kiện để Mỹ Duyên hiểu được con tôi không phải người nước ngoài. Trên thiệp viết sai tên con của tôi từ Lê Quang Thứng thành Lê Quang Thứng, Thứng và Thứng khác nhau nha cả nhà.
giống như là thấn thuấn á, là u ớ nợ ân thuấn. Còn trong thiệp cưới á, là cái bà này mà viết tên là thấn là t h ư n l sắc đó, là hai cái tên hoàn toàn khác nhau, là thuấn và thấn đó, là viết cái tên cái chú rể là sai trên thiệp mời. Thì lúc đó bé Mỹ Duyên cũng có kể là cái đôi lời đó. Rồi tiếp tục hết cả nhà ha, là lỗi phát âm sai của người dân quê tôi nên cơ sở in có sự nhầm lẫn, và tôi giao việc này cho bà Bạch Thị Diễm Hòa. Bà Bạch Thị Diễm Hòa là phụ cô, là người cô của hai đứa nhỏ nha quý chú anh chị nha. Đặt thiệp mà không kiểm tra lại nên có sự sai sót như trên, giữa tên Lê Quang Thứng và Lê Quang Thứng tại địa phương tôi đều phát âm và đọc giống nhau. Thứng và Thứng là phát âm, là bả đang đổ thừa là tại địa phương của bả, tại quê nhà của bả, là những người mà đang đọc về cái tên Thứng và Thứng thì là những người đó là đọc đều đọc như vậy và không khác gì. Thì cái điều đó thì không có biết, tự ở địa phương đó ta sống sao mà không biết. Gia đình nhà trai chở Mỹ Viên đi Châu Đốc gỡ bùa do bị vong nhập. Đây quý quá anh chị mình để ý nha. Gia đình nhà trai chở Mỹ Viên đi Châu Đốc gỡ bùa do bị vong nhập. Gia đình tôi quá trình tiếp xúc với Mỹ Viên nhận thấy thái độ của Mỹ Viên có đôi lúc sẽ không bình thường. Đây có thể do di truyền từ mẹ. Dân gian thường gọi là bệnh ông lên bà xuống, hay gọi là vong nhập. Cụ thể là trong khi nói chuyện, Mỹ Duyên có thể sẽ trả lời với người đang nói chuyện bằng một thái độ khác lạ. Đó, quý cô bác chị có để nghe kỹ khúc này nha. Là gia đình nhà trai chở Mỹ Duyên đi Châu Đốc để gỡ bùa do bị vong nhập. Do gia đình tôi trong quá trình tiếp xúc với Mỹ Duyên nhận thấy thái độ của Mỹ Duyên có đôi lúc sẽ không bình thường. Đây có gọi là di truyền từ mẹ. Thì nói đến cái chỗ này thì chúng ta nên nghe vậy là quý chính chị. Biết con bé nó di truyền từ mẹ, mẹ nó là bị tâm thần có giấy, thì đây là gọi là di truyền từ mẹ. Mà tại sao mà gọi là bị vong nhập quý chính chị, đúng không ạ? Trong khi đó bả là cái gì mà bả nhận thức được, bả biết được con bé này nó đang bị một vấn đề là tâm linh đi, là bị vong nhập ông lên bà xuống đi đó. Xin hỏi cô là cái gì, cô là cái người, chắc là cô là người trên trời ha, cô là một cái người gì đó rất là cao siêu hay sao mà cô biết được con bé Mỹ Duyên này nó bị ông lên bà xuống, bị vong nhập. Đây cái câu chuyện này thôi, lưu ý cô chính chị cũng đủ hiểu là cái người này đang dẫn dắt, giống như là muốn dẫn dắt luôn cả cơ quan chức năng khi mà làm cái tờ tường trình như thế này, đúng không đó. Khi mà nói đến cái vấn đề chỗ là cái điểm là nói là con bé Mỹ Duyên nó bị vong nhập các kiểu đi, rồi đó xong rồi quay ngược lại dằn lại thêm một câu là do bị ảnh hưởng di truyền từ mẹ đó. Quý chú chị thấy cái người này như thế nào thì tự quý chú chị mà đưa ra quyết định ha. Đây thì khi mà nói với bé Mỹ Duyên là sẽ là trả lời thái độ khác qua trang, giống như bị một ai đó nhập vào trả lời. Vì thế gia đình tôi đã cùng với một cô ruột của Mỹ Duyên là Bạch Thị Diễm Hòa đi nông trường Sông Hậu thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ tìm thầy kiểm tra. Việc này xuất phát từ lòng tốt muốn Mỹ Duyên con dâu tôi được bình thường và sống yên ổn với con trai tôi. Quý các chị thấy chưa, đi xuống tới Sông Hậu thuộc địa bàn Cần Thơ. Chị xin hỏi quý bác anh chị mình ở cơ sở nào, khoa học nào chứng minh là con bé Mỹ Duyên nó đang bị tâm, nó bị ông lên bà xuống, bị vong nhập. Vậy tôi hỏi bà là cái lơ này là bà biết là với một cái đích gì, mà một đích phe khoan hay là một đích như thế nào, cái lòng tốt của bà sao tốt quá vậy, tốt một cách bất thường mà lạ thường đó. Vậy chút nữa là con bé Mỹ Duyên sẽ trả lời những cái nội dung trong cái đơn thư này cho quý cô bác anh chị mình nghe sẽ rõ hơn ha. Thì bây giờ Trường sẽ đọc sơ qua cho quý cô bác anh chị mình hiểu rõ cái vấn đề ngày hôm nay, là cái nội dung video mà Trường muốn truyền đến cho quý cô bác anh chị mình. Tiếp tục, Mỹ Duyên nói gia đình tôi sau khi rước Mỹ Duyên về tiếp tục giả sang Hàn Quốc, do nghe cuộc nói chuyện điện thoại của con tôi Lê Huỳnh Như với người trong gia đình. Con tôi Lê Huỳnh Như lấy chồng Hàn Quốc, có cuộc sống ổn định và được rất nhiều người ở quê nhờ giới thiệu lấy chồng Hàn Quốc, nên có giới thiệu cho một số phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, hoàn toàn không có liên quan gì đến Mỹ Duyên. Đó là bà nói là con gái bà đã đang lấy chồng bên Hàn Quốc và bà cũng làm mai làm mối rất là nhiều người phụ nữ ở tại địa phương của bà qua bên đó để lấy chồng Hàn Quốc rồi.
đó là giống như là trong cái câu chuyện đó là bé Mỹ Duyên nghe tại sao bà này bà đưa gái Việt Nam qua Hàn Quốc đó, là bà muốn giải thích lại cái câu chuyện này nha quý chân chị. Nghe tiếp, người của kênh Trường Nhiều Chuyện lên tiếng dẫn dắt câu chuyện, nếu như Mỹ Duyên bị gả về gia đình tôi sẽ bị bán sang Campuchia, việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự gia đình của tôi. Người này quay video có lời lẽ bịa đặt câu like câu view nhằm quảng cáo thuốc trị nhức mỏi cao Trung Sơn ở cuối video đây. Đây em xin chào chị, đây cao Trung Sơn của em đây, em chả bao giờ cần phải câu like câu view ha. Đây cao Trung Sơn là nói là em đang bán cái sản phẩm này nè cả nhà. Rồi tới công chuyện thì rồi quý cho chị nghe tiếp ha. Vụ việc bà Bạch Thị Diễm Hòa dùng kéo cắt tóc Bạch Thị Mỹ Duyên là và ép gả Mỹ Duyên cho con ruột tôi là do ý chí cá nhân, do ý chí cá nhân của bà Hòa, không liên quan gì đến gia đình tôi. Trước khi cho hai cháu tìm hiểu nhau, gia đình tôi đã đến tiếp xúc với mẹ, cha mẹ của Mỹ Duyên, đã nói chuyện cho hai cháu tìm hiểu, làm đám cưới và được sự đồng ý của gia đình. Bà Diễm Hòa là người đứng ra tổ chức đám cưới bên nhà gái. Vì hoàn cảnh gia đình Mỹ Duyên có cha nghiện rượu, mẹ bị tâm thần, gia đình tôi đã chi tiền đám hỏi, tiền nạp tài tại nhà gái, đặt tiệc cưới tổ chức tại Tư Gia thuộc khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, tổ chức hôn lễ vào ngày 11 tháng 9 năm 2024. Có báo cáo với ban nhân dân khu vực Tân Phú và có khách đến tham dự đầy đủ. Tuy nhiên Bạch Thị Mỹ Duyên là cô dâu đã bỏ đi, không làm đám cưới với con tôi. Đây là sự việc đáng tiếc, tôi rất đau lòng và Mỹ Duyên đã không suy nghĩ chín chắn mà nghe theo sự xúi dục của người khác, bỏ lại con tôi cùng với gia đình tôi làm tiệc cưới mà không có cô dâu, ảnh hưởng danh dự gia đình tôi. Tuy nhiên tôi hiểu được Bạch Thị Mỹ Duyên vừa tròn 18 và có suy nghĩ chưa vững vàng, dễ bị người xấu tác động. Nên qua đơn này tôi kính nhờ cơ quan chức năng làm rõ người phụ nữ đeo kính trong đoạn video nhiều lần xúi dục Mỹ Duyên từ bỏ đám cưới với con tôi, gây ảnh hưởng đến danh dự uy tín gia đình tôi, buộc người này bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi. Ngoài ra kính nhờ cơ quan chức năng xử lý kênh Facebook Trường Nhiều Chuyện vì đã đăng tải thông tin sai sự thật nhằm câu like câu view bán hàng online vì mục đích riêng mà làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự gia đình tôi, buộc kênh Facebook này phải đăng bài công khai xin lỗi gia đình tôi trên các trang đã đăng thông tin sai sự thật về gia đình tôi, buộc tôi phải bồi thường thiệt hại cho tôi. Đó, quý anh chị thấy ghê chưa? Tại vì cái chữ nó quá nhỏ với chúng chị, Trường đọc không có hết nổi, nó quá nhỏ. Đó, rồi cái là Trường không có đọc cho chạy mà quý anh chị mình thông cảm. Thì nghe sơ qua thôi là quý của anh chị mình được hiểu chưa, là phải bắt buộc là Trường á là phải đăng bài xin lỗi bả, mà xin lỗi công khai giống như đăng lên trên mạng xin lỗi công khai. Rồi thứ hai nữa là nói á là bả đã từng qua nhà của cha mẹ của bé Mỹ Duyên đã nói chuyện về vấn đề là cưới hỏi đó, giống như cho con trai bả và bé Mỹ Duyên á là gặp nhau để tiếp xúc với nhau để tìm hiểu với nhau rồi phát sinh ra đám cưới. Nhưng mà tới ngày cưới thì bé Duyên nó không chịu vì nó thấy cái cuộc sống ở bên nhà chồng quá phức tạp. Nó thẳng ra câu vậy, là giống như là bé Duyên nó thấy được cái sự không an toàn cho nó không đem lại sự an toàn cho nó thì nó bắt buộc nó bỏ đi, nó không có muốn ở bên nhà chồng nữa. Đó thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì khi mà Trường đăng cái đoạn video đó lên thì được rất là nhiều quý cô chú anh chị mình quan tâm, và đặc biệt hơn là hiện tại bây giờ là cái người phía nhà chồng, từ đầu clip tới cuối clip Trường cũng chưa nói gì tới phía nhà chồng, nhưng mà ngày hôm nay nhà chồng đã gửi đơn này lên. Nói chung là không biết là có gửi ở địa phương nào, vô cơ quan chức năng địa phương nào hay chưa thì Trường chưa có biết, nhưng đã bình luận trong cái video của Trường, bình luận trong các cái video của Trường thì nói là Trường như thế này nọ, là cái đơn này thì Trường cũng chả quan tâm đâu. Trường cũng mắc gì phải xin lỗi người này, tại vì Trường xác định là Trường chưa xúc phạm danh dự gì nhà bả, và Trường cũng chưa đụng chạm gì tới nhà bả, mà tự bả mò vô bả làm thôi, chứ Trường chưa làm một cái chuyện gì cả. Thì cái nội dung video thì ngày hôm nay bây giờ Trường sẽ mời quý cô bác anh chị mình cùng theo dõi video khi mà cuộc nói chuyện giữa Trường và bé Mỹ Duyên Mỹ Tâm nha. Chào hai đứa ha. Thì cũng cách đây mấy ngày rồi, thì cũng khá là lâu rồi mình mới gặp lại. Thì sẵn ngày hôm nay gặp lại thì anh xin hỏi bé Duyên xíu chuyện, là trong cái sự việc mà những cái lời mà em kể cái với anh cái đây mấy ngày trước á, là trên cái clip đầu tiên á, thì em nói là phía bên nhà chồng là
có đúng như vậy hay không? Dạ, nói hoàn toàn là sự thật. À, em có hay tin gì chưa? Có, cứ hay bên bản kiện. Ừ, thì không biết là kiện hay không thì anh không biết. Dạ. Nhưng mà trong cái kênh của anh á thì có người bên chồng em á có viết một cái tờ giấy tường trình, nó là cái nói là vấn đề là hiện tại là tụi em đang nói sai sự thật, và trong đó là cái lời nói là do là cưới hỏi mà nói em bị vong nhập này kia nọ đó, em tới lúc mà chợ dẫn em đi gỡ vong gỡ đồ đó, rồi sau đó là nói em bị tâm thần nữa, rồi em có bị như vậy không? Dạ không, em bình thường không có bị hết trơn. Vậy hả? Dạ. Vậy sao mà trong cái tờ tường trình đó nói là người đó bên nhà chồng, mẹ chồng của em á là nói em á là giống như là có bị ảnh hưởng về thần kinh, giống như là bị di truyền của mẹ đó, rồi sau đó là mới có đôi lần em nói chuyện sàm sàm một mình đó, nói em là giống như ông lên bà xuống, là thì thôi là dân gian gọi là vong nhập, mà mình có bị cái chứng bệnh đó không? Dạ không. Em bình thường em không có nói chuyện mình. Nhưng mà cái hôm bữa mà mẹ chồng em và cái người cô đúng không? Dạ. Là dẫn em đi gỡ vong là gỡ làm sao? Dạ, dẫn đi qua thầy là nói em vong gì nọ, nhập hai ba người gì rồi đòi dẫn với cam vậy thôi, chứ em không biết gì. Nè, gỡ là gỡ sao, nói em bị vong nhập là ai nói em bị vong nhập? Dạ, bà thầy với lại bên chồng nói. À, bà thầy với bên chồng nói. Dạ. Bà thầy đó ghê vậy, biết bà thầy đó ở đâu không? Dạ, biết. Lần đầu tiên em thấy trong cuộc đời luôn là có cái vụ mà thư kiện mà tường trình ra là nói em bị vong nhập và dẫn em đi gỡ vong, mới đầu gỡ ở đâu? Dạ, ở bên Cần Thơ. Mới đầu gỡ Cần Thơ, và sau đó là gỡ không được, mới đưa qua rồi, đưa em qua Campuchia. Dạ. Trời đất ơi. Cái còn người cô của em á, là chụp hình một cái vỏ sách đồ thiệt là bự luôn, rồi nói là em nhận đồ bên chồng mà nói, em nói không có nhận, là có sự việc đó không? Dạ, em có nhận là ở bên bản tự đem qua rồi ép nhận. Ép nhận hả? Dạ. Ừ. Rồi bé em bữa giờ có hay có coi không? Có coi video đó không? Có biết không? Ừ. Là bữa giờ có về nhà không? Dạ, không dám về. Không dám về hả? Dạ. Sao không dám về vậy? Dạ, sợ khi cô làm liều, cô lên cô làm gì vậy? Không biết gì. Em nghĩ là cô làm liều, cô sẽ làm cái gì? Dạ, sợ cô, nhiều khi cô làm liều, cô nói, cô lỡ cô muốn em đi là giết em gì em cũng biết. Mà mình có tình trạng đó không mà sợ sợ với vậy? Dạ, tại con võ cạo đầu kia, chị em rồi nói chữ này kia, em sợ. Từ ngày xảy ra cái sự việc này, bữa giờ cô em có qua đây không? Từ lúc mà tụi anh xuống quay video á? Dạ, không có đi ngang đây hả? Dạ. Ừ. Bữa là bị sỏng tóc lên lần rồi nên là bây giờ đâu có dám gặp bà cô đâu đúng không? Và bà có điện cho em không? Bây giờ bây giờ bà cô cố gắng liên lạc thì khuyên nhủ hai đứa về đi, rồi hai đứa tính sao? Thực ra thì hôm nay hai anh em tụi anh á qua đây là có lý do, tại hôm bữa cái bài viết đăng lên á thì có một vài cái bình luận là chụp là đơn tường trình gì đó của bên nhà chồng của Mỹ Duyên nè, là nói là Mỹ Duyên giống như là biện minh là những cái lời mà Mỹ Duyên nói đó hoàn toàn là bị đặt sai sự thật, rồi giải thích những cái chuyện mà Mỹ Duyên là khi mà hỏi cưới thì nói là Mỹ Duyên là có nói chuyện lảm nhảm gì đó, rồi nghi ngờ trong cái tờ giấy là ghi là ông lên bà xuống này kia đó, rồi giải thích là đưa đi thầy bài đó chị nữa, nói chung là tùm lum lất. Rồi giống như là trong cái tờ giấy đó luôn đó, thì có nhắc đến anh Trường đó, là người ta giống như là nói là anh Trường đăng tin câu like câu view gì đó, rồi nói tụi em nói cũng đúng sự thật đó, nên là mấy anh bữa nay nè hai anh em mới qua đây mới hỏi lại cho hai đứa là từ đầu tới giờ những cái lời mà hai đứa nói là có đúng như vậy hay không, rồi có thêm bớt gì không. Dạ, đúng, hoàn toàn là sự thật, nói là đúng. Ừ. Trong cái tờ tường trình đó là có mấy dòng như thế này, nói là ở nhà là có cho Mỹ Duyên xài điện thoại, vẫn có cho ra này kia, đúng không? Dạ, không có cho xài điện thoại gì, nhưng không có cho bước ra trước cửa hay đi đâu
giống như là cái sự tự do nó bị hạn chế lại, phải không? Dạ. Rồi trong cái tờ giấy đó nó là hai đứa nè, có sợ bên nhà chồng người ta đòi thưa kiện lại không? Tại vì nói đúng sự thật, tôi không muốn xa nên tôi Có sợ. Với lại clip bữa chủ yếu là nói về cái sự việc của cái người cô có những cái hành động giống như xõm tóc hai đứa này thôi, chứ không có nói gì bên chồng nhiều hết, mà tự thấy cái tờ giấy đó cũng hơi lạ nữa. Mỹ Duyên, là em nghĩ sao về cái tờ giấy mà hôm bữa người ta up lên mạng đó? Dạ, em chỉ nói về cô tôi thôi, chứ tôi không có nói gì anh bản, mà tôi cũng là tôi nói là sao học chứ không có giả dối, không có gì hết. Nếu mà mẹ chồng em đòi ra giáp mặt với em chịu không? Em chịu. À, tại vì khi mà cái video đầu á em nói là khi em về bên Cần Thơ á, là hầu như là em bị hạn chế sử dụng điện thoại nè, rồi hạn chế ra ngoài đường nè, là cái sự việc đó đúng như vậy không? Dạ đúng. Không, cái như là không cho cầm tới điện thoại luôn, rồi không cho đi đâu hết. Cái như là dò bó xét rồi em theo dõi em hoài vậy đó. Cái cảm giác nó rất là khó chịu, giống như là mình đang bị lệ thuộc vào một cái vấn đề gì đó đúng không? Dạ đúng. Thì thật sự á, đáng lẽ cái câu chuyện đó, nó anh cũng mong muốn là giúp cho hai đứa để lấy lại cái sự công bằng của mình về vấn đề là tự bị tác động từ người cô, chính cô ruột của mình mà bắt em đi lấy chồng, mà trong khi đó là em chưa có muốn như vậy đúng không? Rồi nói chung cái tờ giấy đó anh đọc nó có rất có nhiều điều rất là mông lung, tại vì khi mà cái người ta nói em á, là bị ông lên bà xuống là một phần, rồi em bị giống như là di truyền về cái căn bệnh của mẹ cưng, là mẹ cưng bị bệnh tâm thần đó, rồi bị di truyền như vậy, mà tại sao biết cưng bị như vậy mà người cô lại ép cưng đi lấy chồng một cách nó vô lý như vậy, mà trong khi đó nếu mà cưng không tỉnh táo á thì nói cưng kêu cưng đi lấy chồng là kêu lấy một người như vậy thì ác quyền quyết định đâu, cũng đâu phải là người quyết định đang tỉnh táo đâu, mà phải đưa ra những quyết định như vậy đúng không? Mình thấy những kiểu là cái này trong đây nó có một sự mâu thuẫn gì đó rất là lớn đó. Thì ngày hôm nay anh quay lại anh hỏi em là vấn đề này để cho cái câu trả lời đó nó cho mọi người nghe hiểu, tại cái câu chuyện của em đăng lên á được rất là nhiều người quan tâm, và đặc biệt là những cô chú mà người ta rành về luật pháp á, người ta cũng muốn bảo bọc hai đứa nữa. Chứ giờ như bây giờ khi mà cái đơn nó đưa lên, cưng thấy có điều gì quốc ức cưng nói luôn cho anh nghe đi. Và hiện tại là cưng đang mong muốn điều gì và suy nghĩ điều gì? Dạ, bây giờ em muốn xử coi pháp luật, xử coi đúng rồi đúng tội. Nếu là em nói là xe học chứ không có nói giả nói gì nào, bị nói gì nữa nè. À, như ví dụ như bây giờ nếu là cái tờ đơn đúng là của bên phía nhà chồng tương lai, chồng sắp cưới của em đó gửi lên đòi kiện anh, thì em có một có lời nào nói nhắn nhủ với bên nhà chồng không? Có suy nghĩ tới không? Không biết luôn à. Bởi bé nó còn khờ quá trời luôn, đâu có hiểu được cái vấn đề gì đang xảy ra đâu. Đó mà bây giờ phải quên nữa. Trong cái số cái video đó trước đó, em nói là hiện tại là cái vấn đề giấy nợ là cái câu chuyện đó có thật không em? Dạ có. À, là hiện tại là cái giấy nợ đó giờ ai ký? Chưa có cái giấy mà cô nói là bắt em mới trả 30 triệu tiền đám cho cô. Bây giờ thấy khổ ha. Bởi anh thấy cái câu chuyện nó quá là kỳ cục. Thì cũng anh không biết nói sao để cho mọi người hiểu, là tụi anh về cho anh sẽ chèn cái lá đơn nó lên, hoặc là cái thư trừng tình nó lên cho mọi người cùng xem. Và ở đây thì anh chỉ muốn nói là nếu có chuyện gì đi nữa thì tụi anh cũng vẫn là mong là em phải nói thật đúng không, nói thật là hoàn toàn là thật hết, để tụi anh mới có thể là hỗ trợ em được lâu dài hơn và lấy lại cái sự công bằng mà em đang bị vấn đề của mình. Còn giống như là còn bé Mỹ Tâm nè, ví dụ như sau cái vụ việc mà bị người cô sởn tóc như vậy đó, rồi em bây giờ thận thâm tâm em mong muốn điều gì? Dạ em mong muốn là bắt được xử cô em đúng người đúng tội. Mà với như lại là phải làm chứng cho gì cô em nó làm gì cho em.
Chứ là tụi em cũng muốn nói đi nó bóp gì ai cho tụi vì sao thì tụi em kể như vậy. Chứ không có đi bóp thì là mấy anh mà quay video câu view gì hết trơn. Thì cái lúc mà cái thư đó, cái đơn đó có đọc không? Lý Tâm có đọc không? Dạ. Không biết chữ, chết quên. Bé từ nhỏ lớn nó không đi học nữa. Khổ. Là chỉ nghe mấy chị rồi nói là thôi đúng không? Dạ. Ừ. Rồi khi mà chị Mỹ Duyên cứ kinh đi. Đi bỏ trốn đó, rồi cái người cô đó muốn bắt cưng thế vô đó, thời điểm đó là trong lòng mình nghĩ sao? Nó quạo không? Dạ, sợ. Sợ lắm hả? Tưởng đâu là xíu nữa mình lấy chồng luôn rồi đúng không? Dạ, em sợ bắt tự nhiên không muốn em biết gì ra rồi chị em trốn rồi bắt tụi em bắt em thế vô trong đó em không biết gì bên gia đình hết. Cái người chồng của bé Mỹ Duyên này lúc đó có qua bên nhà mình không? Dạ lúc đó là chưa qua, từ lúc mà chị em trốn rồi, rồi bên đây bên mấy cô em điện thoại rồi nói chuyện rồi nói lời thế em vô rồi cũng chưa có qua. Chưa hiểu qua. Dạ, lúc đó em cũng sợ rồi, cũng như trốn, em cũng với anh. Ủa Duyên, anh thấy là trong cái bình luận của trên kênh anh á, là anh thấy như bên phía nhà người chồng của em á, có chụp hình em với là người chồng của em dán chữ rồi tùm lum á, có. Dạ, có chụp. Có chụp hả? Ừ. Anh thấy là thời điểm đó chắc hai đứa đang chuẩn bị đám cưới á, thấy dán chữ là nhà của ai? Nhà mà dán chữ á. Nhà cái nội hả? Dạ. Thời điểm làm đám cưới là bên nhà nội. Dạ. À, chứ không có làm bên đây ha. Cô em tự sắp đặt nó là bên nội nó là tự cô em đứng ra làm hết. À là cô em mượn nhà nội để tổ chức đám cưới cho em. Dạ. Đúng không? À, rồi cái lúc mà trong cái tờ đơn đó anh vẫn thấy nè, là mẹ chồng tương lai của em đó, mẹ chồng hộp của em đó là nói là có qua gặp mẹ em để nói chuyện bà hỏi cưới rồi, là câu chuyện nó có không vậy em? Dạ có, chỉ nói chuyện với cô em với cha em thôi, không có nói chuyện mẹ. À vậy mà cái người đó vẫn nói là em, người ta đã qua nói chuyện với mẹ em rồi à, mà được. Không có hay biết gì hết. Anh em xác nhận một lần nữa là em từ đó giờ em có nói chuyện mình nên và cái kiểu mà nói sàm sàm không? Dạ. Giống kiểu bị trong nhập không? Dạ. Mình không có ha. Nhưng mà người ta nói mình đang trong đó, cái mình đang bị cái tư tưởng như vậy đó, là em nghĩ em có bị như vậy rồi, mình không bị rồi em tính sao giờ? Em người ta đang vu khống cho mình đó. Em bị là nhà em không có đi làm, có cha đâu mẹ nữa. Sao em đó vậy? Em nghĩ sao nếu như mà có người ta nói vậy, có làm ảnh hưởng gì tới em không? Không, chứ không có tin hưởng gì mà mình có mà nói bị vậy. Cái cảm giác mà bị người ta nói, mình thấy cái kiểu ông lên bờ xuống, đi ra đường cũng ngại chứ đúng không? Làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của em nữa. Mình xin nói là một lần nữa, sẵn qua cái video đây là hầu như là tất cả anh em mà xuống quay, hay những người mà quay video của bé Mỹ Tâm và Mỹ Duyên á, là hầu như chưa ai nói đá động gì bên nhà chồng cả. Nhưng mà bên chồng tự nhiên là đòi muốn là thưa kênh của trường vậy. Em muốn nói đó là chị là đó vậy, em ở chung gia đình với chị em là cũng trong nhà đó vậy, em với chị em cũng không biết, chị em không có bệnh gì hết trơn mà bên bển nó lại nói chị em vậy, rồi chị em ra đường sau này rồi sẽ bị ảnh hưởng, rồi chị em sau này sao lấy chồng sao, rồi danh tiếng chị em còn con gái nữa. Với lại rồi nó hớt tóc em kiểu quá em này kia, rồi em cũng muốn cô em cũng mang phải chị của em cho đúng pháp luật tư ra. Là xưa giờ Mỹ Tâm là thường chắc là hai chị em thường là đi chung với nhau đúng không? À, mà khi mà nghe mà chị mình mà bị ông lên bà xuống bị dông nhập gì đó, rồi lúc đó mình thấy nó trớt trớt không? Có. À. Em muốn nói là có chị con rồi, có gì đâu, nói là chị bị bệnh mà mình biết cái gì. À là lúc đó là có nói với bà cô vậy không? Dạ có, nói là ủa chị Hai hay đó, chị Hai đâu có gì đâu, nói dẫn chị Hai mới chị bệnh về em cũng hết hồn đó, ủa chị Hai đó dở chung như vậy á, nói chuyện kia đó này muốn rút trên nhau có gì đâu mà nói chị bị dâm nhập rồi bị tâm thần này kia. Ừ, là cái câu chuyện mà chị Hai á là đi trị bệnh là Mỹ Tâm vẫn biết đúng không? Dạ lúc đó em mới về và nói là chị em đi trị bệnh về em cũng bất ngờ. Ừ. Rồi nói chị em bệnh rồi em lên tiếng mà nói dẫn chị em đi trị bệnh, rồi em thấy cũng niềm kia em cũng lo rồi em đi theo.
là chính xác có đi theo luôn. Dạ có. Là lúc đó là đi theo qua tới Bình Lãnh luôn hay sao? Dạ đúng rồi, em đi theo qua tới bên Cần Thơ luôn. Là lúc đó đi xuống gặp thầy là thầy nói gì? Dạ nói chị em bị dông nhập. Nói thầy cố gì là bùa lũ quen gì đó. Ừ. Rồi phía bên kia bên cô có cần mới là đòi là một hai đưa chị hai qua Campuchia dạ, luôn. Dạ bên bà thầy bà nói như vậy, bà nói là bà dẫn qua Campuchia chị rồi bên mấy cô em cũng đồng ý thì mình nói là anh mấy gì đưa nó qua bên Campuchia chị bệnh đi. Nhưng mà lúc đó đi á là có sự đồng ý của ba cơ không? Cha không hay, mẹ không biết, không có nói với gia đình. Giống như là bên bà con tự quyết định luôn hả? Ừ, vậy. Nếu mà thời điểm đó mà đưa qua Campuchia mà trị không hết bệnh, không biết có trị bệnh hay không nữa, hay là đi đâu nữa. Đó. Rồi trong cái câu chuyện mà trị bệnh nè, rồi sau đó thì từ đó giờ là thấy như chị hai của Mỹ Tâm có cái chứng bệnh là giống như là bị chẳng cái những chỉ là bị tâm thần không, chỉ bị ảnh hưởng gì của bệnh của mẹ không? Dạ không, chị em mình thường cũng nói chuyện như vậy, chị em trong nhà này kia như vậy là cũng lo chăm sóc cho mẹ không có gì. Nhưng mà trong cái tờ trường trình đó đó là người ta nói là chị em bị như vậy, mà nếu mà người ta nói như vậy á thì để em Mỹ Duyên có dám đi xuống ra bệnh viện nếu mà người ta muốn làm kiểm chứng sự thật á thì mình dám đối chứng với người ta đi ra bệnh viện đi khám đúng không? Dạ dám. Ồ, mình không có là mà người ta ghi như vậy đó. Đó, bị ảnh hưởng về vấn đề đó thì nó hơi kỳ á. Mà có cái cũng lạ, ví dụ như bên kia đây thấy em Mỹ Duyên mà thấy có biểu hiện gì lạ đi, người ta đi bệnh viện khám bệnh chứ mà trong tờ giấy kia thì dân gian gọi là ông lên bà xuống thấy nó thẳng là vớ vẩn á. Đúng, vớ vẩn thì xàm á. Giống như đang bị tâm thần có gây nhưng mà sao dám đi coi hay bà không biết. Đúng rồi, giống như đúng rồi, nó mâu thuẫn không? Dạ. Nó là một phần bị không biết có chịu ảnh hưởng từ mẹ hay không mà nói ông lên bà xuống. Cái kiểu nó khoảng vào. Lúc đầu thì nói em là đi coi hay bà nó là bị dông nhập. Mà tuy nhiên về đây cái làm tờ điều trình nó là em bị ghen và ghen khùng. Bởi vậy cái lúc mà tính toán đi dẫn đi qua Cam là em có nghe kỹ không? Có nghe. Nhưng mà cái trong cái tờ điều trình đó là anh thấy là đi nó đi lên Châu Đốc. Là rốt cuộc là Châu Đốc hay là đi qua Cam? Dạ, đi qua Cam. Mà trong này nhớ điều trình ghi là đi lên Châu Đốc thôi. Nhưng mà cái lúc bạn nói chuyện với em á là chính tay nghe là nói đi qua Cam luôn hả? Chính tay lúc đó có em nữa là bà thầy bói nói là bà một năm là bà đi qua Campuchia ba lần là bà cúng gì ở bển á là một đoàn của bà đi là mấy chục người. Bà nói á là đi không có sợ, đừng có sợ, đoàn bà đi là mấy chục người mà một năm là bà đi qua bển ba lần. Trời ơi. Bà nói á là có gì thì bà dắt chị em theo. Trời ơi. Bển gỡ dòng cúng gì ở bển á. Ghê vậy, bà thầy bói đó hay vậy ta? Vậy là bà thầy bói đó địa chỉ ở đâu vậy? Dạ bó Cần Thơ, cái mà đường thì em không gặp. Không gặp. Em biết không Mỹ Duyên, biết bà nhà, biết chỗ thầy bói đó không? Dạ biết. À bà thầy bói là một năm là dẫn đoàn đi qua Cam là lần ba lần như vậy. Mà đi lần mấy chục người luôn. Ghê trời, bà thầy bói này hay quá ta. Trời ơi, bà thầy bói này chắc bữa nào ở xuống xin phép xin bùa bản mới được. Nghe bữa nào chỉ anh cái địa điểm, cái địa chỉ bà thầy bói đó thì xuống nặng xin phép xin bùa. Là bà thầy bói đó bói em là bị ông lên bà xuống đúng không? Dạ. À, bà thầy bói đó hay quá. Một like. Đó, thì rồi ngoài cái câu chuyện ở Campuchia với lại là vấn đề là chị của cưng là xác thực là 100% nên là mình không bị ảnh hưởng gì thần kinh giống như người ta nói ha. Dạ. À, rồi có vấn đề thao nồi chén bát rồi có gom bên nhà trai về không? Tự người ta đem xuống mình cứ ép cho anh nhận gì nọ chứ em không có nhận cho em cũng vậy luôn. À rồi từ hôm bữa clip đăng lên nè, rồi cái câu chuyện của mình vậy rồi ba đâu có nói chuyện với mình không? Cha em dạ á? Dạ không. Cha cũng chưa đâu qua nói nha. Dạ. Bữa giờ có về bển không? Dạ không. Không dám về hả? Dạ. Rồi như giờ chắc anh nghĩ là hai đứa là cắt đứt liên lạc hết bên nhà bển luôn hả? Dạ. Anh có nghe một chị kia nói á, là người cô á và hiện tại bây giờ là cho kêu mấy đứa em của cưng ở nhà bển á là không liên lạc nữa với hai cưng nữa đúng không? Có sự việc nó xảy ra không? Quá thật kỳ vậy, cô mà lấy cái quyền hạn gì mà kêu mấy đứa nhỏ không có quyền liên lạc với mình. Cái câu chuyện nên sao em kể cho anh nghe không? Dạ là từ cái lúc mà con cắt tóc là điện lên trên mình vui là kêu
cô Út em á là kêu em ra em chặn tôi hết, không gọi liên lạc gì hết. Em thấy buồn không? Mà cô, mình nghĩ là cô phải, mẹ em không có quyền gì. Sao em thấy sao biết không? Em thấy câu chuyện nó lạ. Có, tại vì anh chị em đẹp trong gia đình mà chị em đó giờ cũng nói chung rồi sau này cô dắt em trở rồi chị em không cho liên hệ rồi xóa các bạn những gì kia. Mà em cũng nghe được cái câu chuyện này rồi đúng không? Vô lý ha, tự nhiên câu chuyện của mình mà tự nhiên cái giờ kêu chính là người cô tác động vô kêu là những đứa em của mình không có liên lạc với mình nữa. Còn nếu mà bây giờ em đi làm đi, em thấy vụ nha, nghe em đi làm em kiếm tiền đi, em muốn nuôi cha mẹ đi, rồi em làm bằng cách nào? Này nói thiệt á, em có suy nghĩ ra không? Ví dụ như em làm rồi tiền lương mấy chị cho tiền lương đi, rồi em muốn gửi về nhà, em gửi bằng cách nào? Trong khi đó em không còn liên lạc với người nhà của mình mà bị tác động từ bà cô nữa. Vậy em thấy là cái câu chuyện này nó chia rẽ tình cảm gia đình, nó bị quá sâu. Em thấy cái bà cô này bà hôi lao, tự nhiên cái bà nhúng sâu vô chuyện gia đình của mình đó. Anh thấy nó đã bị sạm, dài tay quá đúng không? Cô mà lấy nhân cách gì, tư cách gì mà tự nhiên cái phải nhúng sâu vô câu chuyện gia đình tình cảm người khác. Trong khi đó ép cháu mình đi lấy chồng rồi. Ngoài ra còn thêm cái câu chuyện là kêu mấy đứa nhỏ xóa kết bạn Zalo, không có cho liên lạc nữa. Anh thấy câu chuyện nó đúng không có nên nằm ngoài mong đợi đúng không? Ừ. Em có ý kiến gì trong câu chuyện này không? Dạ em cũng có ý kiến như thế, tại em của em thì chị em dòng gia đình dòng họ thì đó giờ cũng bình thường, từ cái lúc mà chị em bị này kia đến giờ nói kêu mấy đứa em mà nhắn rồi điện rồi năn nỉ kêu là rút đơn rồi người này kêu nói mắt tôi muốn nói vậy này kia rồi kêu nữa nghĩ rồi kêu xót bạn không cho em liên lạc với em luôn. Mà trong đó là em buồn của em mà. Là cô của em có kêu là rút đơn lại dạ. Đúng không, có kêu tụi em là rút đơn lại nữa ha. Dạ, có anh kêu nhờ với anh chị em của bên cô em đó là phi tụi em rồi này phi tụi em chặn tụi em có dám nghe máy. Nói chung là cái câu chuyện này là tụi em muốn đeo đến cùng để lấy lại sự công bằng, sự trong sạch cho mình ha. Dạ. Thì anh với anh Tâm thì anh hai anh em ba của anh á sẽ tính tình từng tí coi đến tình hình như thế nào, nếu hỗ trợ được vấn đề nào thì hai anh em của anh sẽ hỗ trợ cho hai đứa phần đó ha. Còn cái câu chuyện của hai đứa thì nếu mà đã quyết tâm đi thì phải đi cho đến cùng, đi cho đến nơi về đến chốn nha. Anh cũng mong là pháp luật Việt Nam mình sẽ hỗ trợ và lấy lại những danh dự của hai đứa và vấn đề của hai đứa đang cần mong muốn ha. Để mà giống như người cô kia, cô phải có cách sống của bà, phải sống đàng hoàng lại và đừng có dài tay như vậy đúng không? Còn cái chuyện mà bên nhà chồng của em á, nhà chồng tương lai của bé Hục của bé Duyên à, có muốn thư kiện gì ngược lại anh á thì mời đó, anh cũng không có ngại vấn đề gì cả, tại vì vấn đề này là anh chưa đụng chạm vào câu chuyện đó. Anh chỉ là hỏi hai đứa và hai đứa chính miệng hai đứa kể về vấn đề là người cô, là chính xác là người cô là người gây ra tất cả những sự việc này, thì người cô có chịu trách nhiệm với hai đứa và anh cũng có chịu, em cũng hai em phải có chịu trách nhiệm lời nói trước trên cộng đồng mạng đúng không? Chứ tụi anh cũng đâu có đúc thúc mà tụi anh cũng đâu có bài vẽ gì cho em nói đâu đúng không? Rồi là một lần nữa là cái sự việc này là hoàn toàn đúng sự thật và không có cái sự tác động nào của từ hai anh đúng không? Rồi em cũng muốn nói gì điều gì cuối cùng nữa không? Em là sự việc như là có hạch của em đó là nếu mà tụi em có nói sai gì thì em pháp luật với tình trạng của em là em nói ra là có hạch sự hết. Nếu mà bên nhà chồng muốn nói gì thì em muốn vay gì đó trước khi em muốn gì thì em cũng mời ra đây nói chuyện, còn muốn dẫn chị em đi bệnh viện muốn nói gì em bị hùng bị này bị kia thì em cũng cho dẫn chị em đi bệnh viện, nếu mà xét nghiệm người khám thì khi luôn biết mà không có thật có thể em không được pháp có phải trả lại công bằng thì em cứ cho chơi đấy. Sao gì em, sao em có mong muốn gì không? Dạ nếu như mà dẫn em đi khám bệnh mà em có gì thì pháp luật cái nhân xử cái người đúng tội trả lại danh dự rồi trong khi em. Với lại cái số tiền mà cô em nói là đang nợ 30 triệu gì đó, rồi hai đứa có tính là giải quyết luôn trong vấn đề này luôn không? Có. Em tính giải quyết như thế nào? Dạ,
em nói là cái tỏ nó cũng kiểu như là những tấm nói là chị em kiếm tiền chồng trong khi đó cô em đứng ra làm tất cả những thứ tiền bạc rồi chị em không có biết cái gì hết trơn thì mẹ em thì bị như vậy, nếu mà nói mẹ em bị như vậy rồi cô xuống nói chuyện với anh rồi cha em thì tỉnh ra có nhà gì tự cô đi quyết rồi tự làm đám tự xuất tiền ra chị em không nói gì tiền đám thì cô cũng lấy. Còn chị em đi thì cô cũng tự xử, cô tự diễn, tự đám cưới, tự làm luôn. Chị em không biết chuyện mà giờ đòi chị em giả hoa thật chuyện. Tiền đâu chị em đào ra trong giấc chị em không biết gì hết chứ. Là đám cưới tiền động là cô giữ hết, có cho em lại được cái gì không Duyên? Dạ em không lấy được cái gì hết. Em không nhờ hiện tại là hiện tại bây giờ này, nói thiệt cho anh em có giữ một thứ gì bên nhà trai không? Dạ không, em có giữ gì hết. Không giữ gì luôn ha? Nhưng chốn là về này nọ em trả, em lấy tiền bạc đồ cô chuyển hết. Là em đưa cho cô hay là em đưa lại cho bên nhà trai? Dạ, bên cô. Bên cô, chính cô ruột em là người giữ những cái trang sức vàng rồi tiền cưới hỏi đúng không? Dạ. Là cô có mấy đứa cô giữ hết. Đó, thì ngày hôm nay quý quá anh chị mình hiểu rồi ha. Đó, thì cái câu chuyện này thì mong là sẽ sớm nhất để đưa ra một cái kết cho nó đẹp và cho nó hai đứa có quyền lợi. Chứ giờ hai đứa giờ giống như là không nhờ được mấy chị mấy anh trong cái công ty này mình bảo trợ. Lấy gì? Chút nữa từ từ. Nói từ đâu này? Thôi giờ về đây thì nói cái khúc hẻ đây rồi đấy. Thôi thì trước mắt thì cứ là biết là người cô là người chủ đích đã làm dựng ra cái đám cưới này và mong bé Duyên nó lấy đám cưới thì trong mục đích của bà thì mình không biết làm cái gì à, mình cũng chưa rõ được mục đích của người ta. Thì bé Duyên có nghĩ là người cô mà kêu em đi lấy chồng là nhằm mục đích gì không? Dạ giống như là bán em nhớ mà em cứ không chịu ngoài mà cô cứ ép của em đi như là cô nhận tiền rồi có tha vậy đó. À mà trong khi đó cha em và mẹ em có nhận được cái gì của bà không? Dạ không. Và em có lấy gì của bà không? Dạ không luôn, toàn là con giữ này nọ bên cha mẹ với em không có nhận cái gì hết. Ừ. Rồi cái lúc mà em trốn đi là bà bắt bé Mỹ Tâm ra chịu trận. Dạ. Lúc đó thời điểm đó chịu là bà đòi bỏ đầu bé Mỹ Tâm là làm cái gì? Dạ đòi là chị em tay rồi thì em phải thấy vô nó chị em nó làm nó thì em phải chịu. Ừ. Em cũng nói là con nó không biết gì tao đâu, với là con chưa được tuổi mà nó thấy con vô nó chỉ vậy. Tao giờ chị mày không thấy, mày không thấy vô, mày tao thấy vô. Nó là giỡn, mày nhiều giờ mày không đi tao cũng bắt mày tao ăn xem. Thật à, thấy ghê vậy. Là bà nói vậy đúng không? Dạ, cô. Cô hả? Là cái người cô nào rồi giảm mình đi? Cô đó cô thứ mấy? Là cô Út, là cái cô mà đứng ra, hiện tại là đứng ra để mà làm đám cưới là cô đó thứ Út luôn ha. Cô Tư. Cô Tư và cô Út. À dạ, sao mà lộ ra thêm một cô nữa hả? Dạ, chị em, cô Tư, cô Út, hai người nói chuyện, rồi kia rồi, nó giận đi, rồi giờ người ta kêu kiếm người thấy luôn. Nghĩ sao trời, thiệt tình lắm á. Quá trời câu chuyện. Rồi ok thì vậy ha, thì ngày hôm nay mấy anh đến đây để chính hỏi thăm một chút chuyện để cho đính chính lại cho mọi người hiểu được cái câu chuyện đó một chút xíu. Và trong cái tờ tường trình đó hiện tại vẫn còn nằm trên bình luận trên kênh anh á, anh không có xóa, anh để nguyên vậy đó. Tại vì anh biết là hai đứa đang cũng muốn là cái hướng đi đến cùng luôn đúng không? Là hiện tại giờ cái đơn thưa của mình là đi tới đâu rồi biết không? Dạ em đi đến tới huyện. Mình tới huyện hả? Nói chung là cũng đã có cơ quan chức năng cũng đang thụ lý từ từ ha, đang điều tra xem xét để mà hỗ trợ cho mình ha. À, cũng mong là cơ quan chức năng ở địa phương đây ta giúp đỡ cho mình để lấy lại sự công bằng cho hai đứa, tại vì hai đứa cũng quá nhỏ và bị người cô mà dùng một cái cách là bạo lực mà tác động mình như vậy là không đúng với lại cái luật pháp của Việt Nam mình, thật sự là không đúng luật pháp luôn á. Rồi ok rồi, cảm ơn hai đứa nha. Dạ.